Đến với hội thi tìm kiếm tài năng biên đạo, tuyên truyền các ca khúc cách mạng, Đoàn Phường Chính Nghĩa mang đến hội thi với chương trình nghệ thuật với chủ đề Hồn Thiên Đất Việt, với các tiết mục Tam Ca Múa, Linh Thiên Việt Nam, Sáng Tác Lê Quang, Biểu Diễn Tấn Phú, Đình Trường, Bảo Đan, Đơn Ca Múa, Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu, Sáng Tác Nguyễn Đức Toàn, Biểu Diễn Bảo Đan, Múa Độc Lập, Năm Tháng Hào Hùng, Biểu Diễn Toàn Đội, Biên Đạo Tấn Phú, Tấp Ca Đất Nước Trọn Niềm Vui, Toàn Đội, Nhạc Và Lời Hoàng Hà. Và sau đây, phần thi của Đồng Phường Chính Nghĩa xin được phép bắt đầu. Tổ quốc 4.000 năm lịch sử, đất nước con lạc cháu hồng, vinh quang tỏa sáng trời đông, Bắc Nam thống nhất, non sông đẹp giàu, bao thế hệ đã ngã xuống vì nền độc lập, mấy ngàn năm đánh đuổi giặc thù, nay Tây Phúc ngọn cờ hồng, gìn giữ trọn vẹn lời thề núi sông. Giữa hộp bà để đời sống con nghiêng mình cúi đầu.
Và phần thi của đoàn phường Tín Nghĩa đến đây là kết thúc. Một lần nữa kính chúc ban giám khảo, quý vị đại biểu và toàn thể quý khán giả một đêm vui vẻ, hạnh phúc.